Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung đã ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Đặng Minh Trung rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Minh Quang, anh em Đức Anh, anh em Cương Nguyễn, anh em Min AML, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Quân Chu, anh em Minh Đặng và cuối cùng là anh em Hoàng VM. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, ngày hôm nay là một clip đặc biệt. Clip chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung. Anh em chắc cũng không còn lạ gì với anh em Trần Đức Trung nữa. Anh em Trần Đức Trung ở trên kênh là cái người donate cho kênh nhiều nhất từ trước đến nay. Anh em rất là quý mến tôi. Đấy, và trong năm nay thì các anh em ở trên kênh cũng đã biết anh em Trần Đức Trung cũng có một cái sự cố lớn. Đấy chính là mất con nạc trị giá là hơn 100 triệu. Và hôm nay ngày 17 tháng 1 là ngày sinh nhật của anh em Trần Đức Trung. Tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới anh em Trần Đức Trung. Mong rằng anh em sang tuổi mới sẽ gặp nhiều may mắn hơn, thành công ở trong những cái công việc của anh em đang chuẩn bị triển khai. Đấy, kiếm gấp 5, gấp 10 lần cái số tiền mà anh em đã mất trong ngày năm nay anh em nhé. Và trong ngày sinh nhật của anh em Trần Đức Trung thì anh em cũng có mong muốn là tôi sẽ dành tặng cho anh em một cái clip xoay bài thật là đã mắt để dành tặng anh em nhân cái ngày sinh nhật của anh em. Ok nhá, tôi sẽ cố gắng xoay bài hay nhất có thể. Ui dồi ôi, check bảng đã thấy là có hai thằng là pick mèo, này là thế nào rồi cũng sẽ là cái bộ insect mèo đấy anh em. Trên này sẽ có insect mèo đấy. Rồi. Đá ma pháp à. Để xem nào. Hai đỏ. Hai đỏ kẹp với con stone spirit này là cũng được. Thôi được rồi, lấy cái viên đá ma pháp trước. Tung trưởng sớm cho nó có lợi. Nói chung là đầu game pick mấy cái món đồ bắn trưởng sớm là rất là có lợi luôn. Ở đây tôi còn có hai con hunter nó đang có sẵn ở trong cái hàng chờ này. Nhưng mà tôi lại không có tiền mua. Đấy, chả nhẽ ra lóc lại. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không lóc lại. Bởi vì bây giờ tôi có ở đây là đỏ ấy. Bây giờ ba đỏ rồi. Ở level 5 ấy, chúng ta nếu mà ra thêm một con đỏ nữa nhá thì chúng ta sẽ là 4 đỏ kẹp với cái con 2 sao này. Tức là Hunter nó sẽ không có cái cơ hội nào để nó có thể cho vào. Thế là thôi, không phải lóc lại anh em ạ. Lóc lại làm gì? Bây giờ hy vọng là đau sau ra một con đỏ nữa. Ui ôi, là thua rồi. 2 sao rồi, xong rồi kẹp với 2 đỏ mà vẫn còn thua được. Cay nhỉ, đen gặp cái thằng này. Thằng này Goblin Mage là bắp giáp vào đúng cái con mạnh nhất, con Zipper. Cái bọn này thì nó lại đánh tay chứ nó không có cái skill nào kiểu sát thương phép để nó có thể đấm được xuyên cả. Pick thêm mấy con này đi. Chuyện này có vẻ chơi Warlock cũng ngon đấy anh em. Có Dark Spirit. Dark Spirit là chơi được Warlock. Có cái bộ là nếu mà có Dark Spirit ý, thì nó sẽ có bộ là 6 Warlock kết hợp với cả 4 đá đúng không? Đây rồi, 4 đỏ luôn. Quá tuyệt vời. Đấy, level 5 đội hình chuẩn. Đấy, nên bây giờ chúng ta muốn kẹp Hunter vào chúng ta phải đánh ở level 7 cơ. Nên là thôi, chả phải lắp lại làm gì. Bao giờ mà cái bọn này nó lên level 7 chúng ta kẹp Hunter sau. Level 6 thì chắc là thêm một con gây đam nữa. Đội hình này nó đang hơi thiếu đam anh em ạ. Kiếm một con gây đam đứng đằng sau. Thực ra cho một cái con súng là được. Có thêm con súng cho vào đằng sau cũng được. Ok. Và nếu mà không có súng thì có thể thay bằng con Berserker cũng ngon. Đen ở cái đâu đầu tiên gặp cái thằng Goblin. Nếu không là có thể chúng ta đánh giữa thắng rồi đấy. Mất round đầu. Ui. Ra phát hai con Witbersia luôn ạ. Có sẵn con Unicorn tức là lên được 2 sao. Thôi, 2 sao thì cho vào thay thôi. Con này vào cho gọi đệ cho nó khỏe. Đẩy cho nó căng. Đầu game mà cứ gặp cái con này 2 sao là đối thủ khóc thét luôn. Thế nào, ở trong đội hình của chúng ta có hai con gọi đệ ấy nhá. Hay là chơi một cái đội hình gì đấy gọi đệ nhỉ? Trận này thì mới đầu vào cũng nhìn thấy con Dark Spirit là cũng nhăm nhe chơi Warlock. Hay là chơi chơi gọi đệ, chơi chơi siêu đẻ.
Có chơi siêu đẻ không? Siêu đẻ lấy đồ hơi sai, chúng ta lại không lấy cái quả trứng. Tí nữa nếu mà thấy bài ra siêu đẻ thì có thể là tôi sẽ lấy lại đồ, tôi sẽ rèn lại cái đồ lấy quả trứng. Ok, vẫn được mà. Meta này nó hay ở cái chỗ là chúng ta có thể lấy lại được đồ, không có quá sợ cái việc là lấy nhầm đồ. Con unicorn lên được 2 sao luôn này. Trời ơi, hai con 2 sao đấy chắc là phải bỏ vào trong thôi nhỉ. Chứ còn bây giờ lại để hai con 2 sao mà ở ngoài thì nó lại hơi sai. Có phải không? Bây giờ bây giờ bỏ bớt 2 đỏ ra. Có khỏe hơn không? Có khỏe hơn không? Này khỏe hơn không? Tôi nghĩ là khỏe hơn á. Bỏ đỏ á. Mặc dù đỏ ở cái giai đoạn đầu ấy, đầu game thì cái bọn đỏ nó cộng cái số lượng màu đó là rất nhiều, 450 màu. Thì đấy cũng là cái mà phải chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc để xem là chơi đỏ ngon hơn là cho hai con 2 sao này ngon hơn. Hai con 2 sao này thì nó cũng có lượng máu to. Ok. Rồi, kẹp thêm beat vào này. Kẹp thêm beat là có 3 warrior nữa, lại còn có thêm beat nữa. Thôi được, tôi sẽ để như này nhá anh em nhá. Để cái này mạnh hơn đấy. Trong bài này bây giờ lại ra beat nhá, là chúng ta chuyển dần sang là beat kẹp với siêu đẻ là quá là tuyệt vời rồi. Đúng không? Hợp lý không anh em? Đồ giờ rèn lại lấy cái quả trứng xong rồi là lấy thêm mấy cái đồ kiểu gọi đệ nữa, chơi siêu đẻ. Trong mấy cái clip trước cái clip này này, khoảng mấy clip ấy là tôi có nói là sắp tới là tôi sẽ hồi sinh lại cái bộ beat. Không biết là có phải là hôm nay nó là đã đến lúc chưa nhỉ? Đã đến lúc là hồi sinh lại chưa? Clip này trông có vẻ như sinh nhật của anh em Trần Đức Trung, giống như là chúng ta sẽ hồi sinh lại ở trong cái sinh nhật của anh em đấy. Hồi sinh lại cái bộ beat à? Được. Beat siêu đẻ, đúng không? Hợp lý. Bài nó đang đưa đẩy chơi cái bộ này rồi. Được đấy anh em ạ. Nhưng mà đồ lấy hơi sai, tí nữa chúng ta đến round 10 chúng ta sẽ có cơ hội rèn lại. Rèn lại xong rồi chúng ta lấy là cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái quả trứng này. Chúng ta sẽ lấy cái tù và. Cái tù và sau đó chúng ta sẽ lấy cái quyển sách. Thế là xong. Chuẩn bài siêu đẻ. Xem là liệu rằng chúng ta có thể chơi siêu đẻ nữa không anh em nhé. Nếu mà ra thêm Whisper chắc chắn nó sẽ là siêu đẻ kẹp với cả con Whisper làm co đấy. Chơi beat đấy. Rồi, hiện tại là chúng ta đang rất ác ôn ở đây. Đẩy mỗi nhà đi hơn chục máu ở những cái round đầu tiên. Ui rồi đây này anh em này. Anh em thấy chưa? Thôi chơi cái gì đây? Tự nhiên lại ra thêm cả một con zipper nữa anh em ạ. Thực ra siêu đẻ kẹp với cả zipper thì cũng kinh khủng đấy nhá. Đẻ đệ ra xong lại hồi máu cho đệ nữa. Làm cho cái con đệ này nó còn không chết đi cơ. Siêu đẻ 6 bit là chúng ta chỉ đánh được ở level 6 là có đủ rồi nhá. Kẹp thêm Whisper level 7. Đấy, xong rồi lên level 8 kẹp thêm cái con zipper. Chúng ta có thêm hai warlock nữa. Quá tuyệt vời. Vừa hồi máu lại vừa có khả năng hút máu của Warlock. Được. Được đấy. Dây xích sắt này. Ơ. Ôi tôi chết rồi anh em ơi. Tôi quên mất, trời ơi, tôi quên mất anh em ạ. Tôi quên mất không mua con Whisper. Tôi quên mất không mua con Whisper rồi. Ôi giời ơi.
tôi đang mải xem đồ, với cả tôi cũng đang tính toán để xem là chơi cái gì, thế là tôi quên mất. Tôi lại không mua Bitversia ở ra vừa rồi. Chán đời. Ôi mẹ ơi, thế thì không biết là bao giờ là mới lên được 3 sao. Chúng ta đã có cái cơ hội lên được 3 sao rồi đấy. Thế như là... Tại sao mình lại có thể sơ suất nhìn thấy con Zipper nhưng mà lại không nhìn thấy con Bitversia được nhỉ? Thật sự là như thế luôn. Thế là hụt mất một con Bitversia rồi. Ui, thằng căng đấy. Ui căng đấy, ăn được không? Sợ sự. Ui vớ vẩn thua này. Không, may quá anh em ạ, vẫn ăn. Đang vừa mới hoang mang bị mất cái con Whispersia, tự nhiên lại mất chuôi nữa là thôi. Bây giờ ra gấu. Ok, thế đúng rồi đấy anh em ạ, chuẩn rồi. Chuẩn chơi beat rồi anh em ạ. Thế thôi nhá, chơi beat rồi. Thôi, bỏ đỏ đi. Để tôi chọn thêm mấy con giày cá vào nữa. Chúng ta chốt chơi beat luôn này. Ok, rồi con giày cá này vào. Cho nó ra được 6 beat sớm để chơi. Thực ra bây giờ nhá, tôi là bán đỏ hơi sớm. Tôi quên mất đấy. Chứ cái bọn đỏ nhá, bây giờ kẹp với cả beat ấy, đẩy cũng kinh lắm. Bởi vì cái trong cái bọn đỏ nó có hai con siêu đẻ. Đấy là con gì? Con Skull Hunter với cả con heo. Nếu chúng ta kết hợp với hai con đấy vào thì quá là ngon luôn anh em ạ. Đấy rồi, úi rồi may quá, Whispersia nó lại ra này. Nhưng mà lẽ ra là Whispersia là ở cái round này tôi lên được 3 sao rồi đấy. Chúng ta vừa lấy chúng ta ra một con cây nữa mà tôi bỏ qua, tôi không mua. Trời, tiếc thật sự luôn. Vừa lấy là ra con cây rồi, bây giờ ra gấu rồi. Chúng ta đủ bộ rồi. Thế là round 13 chúng ta có một con Whispersia 3 sao đi đẩy cho các cái nhà còn lại. Thế nhưng mà thôi, lại bây giờ nó vẫn còn 2 sao. Bây giờ lại phải drone nó mới lên được 3 sao đây này. Thế chứ lại, lẽ ra là cái lợi thế này nó phải kéo rất là dài đấy. Thôi rồi. Có những cái sai lầm mà chúng ta sẽ phải trả giá. Đây có thể nó sẽ là cái sai lầm. Không biết là cái chuôi này có sẽ có giữ được lâu không. Hy vọng là sẽ giữ được lâu. Tôi kẹp thêm con Zipper này, nó sẽ có khả năng hồi máu. Ok. Cái bộ này nó có con Zipper, nó cũng rất là nhây đấy nhá. Sao Ripper này nó hồi máu cho đệ, là đệ nó cũng không chết thì nó sẽ càng ngày nó càng đẻ nhiều. Ủa, 18 máu luôn anh em ạ. Dã man. Rồi, một con Wizard nữa. Một con cây nữa và một con Wizard nữa. Để chúng ta đưa được cái con Whispersia lên được 3 sao. Chắc là tôi sẽ roll sớm ở level 7 thôi anh em ạ. Sẽ roll sớm ở level 7. Đấy. Đồ bây giờ là nó cũng chuẩn bài rồi. Chúng ta có cái tẩu rất là ok luôn. Tăng cái tốc đánh. Bây giờ tốc đánh mà của mấy con đệ ấy mà có tẩu ấy là nó được tăng tới 40%. Quá nhiều luôn anh em ạ. Tốc đánh là tăng ngang với cả bộ Glacier đấy. Kẹp Glacier. Ôi thằng này mạnh, không biết có ăn được không. Kẹp được cả 3 mét, kẹp với cả cái con ác mộng 2 sao. Nhưng mà cái bộ siêu đẻ này nó quá là dữ luôn anh em ơi. Ui rồi, tôi có Zipper nó hồi máu anh em ạ. Quá dữ. Đẩy nhà nào cũng bị đẩy cả chục máu. Hơn chục máu luôn. Ui đây rồi. Đủ 6 bit rồi này. Đủ chưa? Chưa, vẫn thiếu con sâu. Chúng ta thiếu con sâu và con cáo. Một con cây nữa thôi. Bây giờ tôi chỉ cần một con cây nữa thôi là chúng ta sẽ đưa lên 3 sao rồi. Ở đây có hai Wizard rồi anh em ạ. Thôi như thế này đi. Mặc dù tôi thấy là kích hoạt được 6 bit bằng Wizard đấy, nhưng mà cái bộ đấy có vẻ như là nó không được uy tín cho lắm. Để cái này nó còn gọi đệ, nó còn hồi máu. Thế kia toàn 1 sao. 6 bit là toàn 1 sao, tôi nghĩ là cũng không ăn thua đâu. Để cái này ngon hơn.
Hy vọng ra những cái món đồ kiểu giảm hồi chiêu nhỉ. Giảm hồi chiêu ngon. Sao nào? Ui rồi ui. Cầu được là ước thấy luôn này. Hay quá nhỉ. Lên level 8 có cả một cái con sao đi vô là bắp mala. Hút mala lịch sau đó đi bắp vào cái con cây giảm cooldown cũng được. Ok, đây. 6 bit cái đã anh em. Mặc dù trông là cũng hơi hèn. 6 bit nhưng mà chơi fake. Kẹp bằng 2 wizard để kích hoạt bit ạ. Nhưng mà nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy nhá. Không yếu đâu. Rồi, siêu đẻ quay trở lại đây anh em ơi. Quá tuyệt vời. Đẩy bây giờ gọi là đẩy này. Thiếu cây ba thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là như này là cũng là đẩy ác lắm rồi đấy. À, trận này có thằng Insectoid này. Là Insectoid. Đã có Insectoid đấy. Có trứng rồi. Nhưng cái tầm này tôi vẫn ăn được thôi. Ui dồi ôi, đẩy cho. 19 vào á, vãi đài. Ui, cây lên được 3 rồi đấy anh em này. Thôi chết rồi. Các bạn liệm hết rồi anh em ạ. Người chơi cũng trợ này đẩy ác luôn. Mấy cái thằng trợ này có mấy thằng chơi God Warlock xác định luôn. Gặp tôi đẩy sốc mặt. God Warlock của chúng tôi. Lúc đầu tôi cũng đang định chơi God Warlock đấy. Tôi định chơi God Warlock nhưng mà xong rồi tôi lại thấy ra mấy con cây nhiều ra beat tôi chuyển sang siêu đẻ. God Warlock mà gặp siêu đẻ thì xác định luôn đẩy cho tràn nhà. Round nào cũng 20-30 màu. Đỡ làm sao được. Cái thằng God Warlock bây giờ anh em nhìn thấy thôi 70 màu nhưng mà cứ thử gặp tôi 3 round xem có bay màu không. Gặp tôi 3 round chắc chắn là không thể nào có thể trụ nổi. Đây rồi. 70 máu đúng không? Sau round này bạn còn bao nhiêu? Liệu ba liệu bạn còn được bao nhiêu? Trời ơi, cái con bắp mana nó bắp vào cho con cây. Đẻ rồi. Bao nhiêu máu đây? 20 máu anh em ạ. Quá dã man và tàn bạo. Có sâu này. Ok, sâu tay con giải cá. Giải cá bán đi đâu. Anh em sẽ có một cái thắc mắc là tại sao tôi không chơi hàng real mà tôi chơi hàng fake. Có lý do. Có lý do anh em ạ. Bây giờ tôi tí nữa tôi đợi cái con Wizard God ra. Đấy, anh em biết tôi làm gì ở đấy. Anh em biết à? Anh em có nhận ra cái điều gì không? Đấy, lấy quả trứng anh em ơi. Ok. Có thêm quả trứng cho con cây nó đệ của nó đấm đau lắm anh em ạ. Cộng thêm 15% đam, 15% màu. Cực kỳ khủng khiếp luôn. 21 máu, bây giờ cứ nhà nào gặp tôi là mất khoảng 20 máu rồi. Tí nữa nhá, tôi đợi cái con Grand Hirat ra, xong rồi tôi thay cái con Grim ra. Đấy, xong rồi anh em biết là đấy là level 8 nhá. Level 8 mà thay hai con đấy. Nên lên level 9 là chúng ta sẽ kẹp cái gì? Chúng ta kẹp God anh em ạ. Dã man, God siêu đẻ luôn. Này, hôm nay chúng ta sẽ chơi God siêu đẻ. Đấm God Warlock. Xem có đấm được không anh em nhá. Ác mộng liệu rằng có thể sống sót nổi với cả bộ God siêu đẻ không. Đấy, nha. Thế nha anh em nhá. Witcher gặp God siêu đẻ. Ui rồi, Witcher gặp God siêu đẻ này. Ui rồi, đẩy cho tràn nhà luôn. Đi luôn không? Ui rồi ui, còn hai máu. Dã man. Thật sự là như thế luôn. Đẩy, cái tốc độ đẩy của nó đây nó chưa phải là God đâu nha, nó chưa có God đâu. Nó mới chỉ là siêu đẻ thôi đấy anh em ạ. Trời ơi, cái bộ beat nó thực sự là quay trở lại rồi anh em ạ. Đồ thật sự nó rất là hay để có thể chơi beat được luôn ấy. Rồi. Tất cả những cái nhà này thậm chí là tôi đẩy nhanh đến cái mức độ mà nó chưa kịp form. Bây giờ mới round 20 thôi mà anh em nhìn kìa.
7 người chơi còn lại, nhưng mà trong đấy là có 5 người là đang hấp hối đang phải chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu rồi đấy anh em ạ. Trong đấy là có một ông là chơi Witcher là thôi chắc là liệm rồi. Gia đình trả về còn 2 máu đỡ làm sao được. 2 máu đang chuỗi thua trừ 4 đấy kia. Tất nhiên là vẫn có 50 tiền. Nhưng mà tôi nghĩ là gặp tôi mà đen gặp tôi lần nữa ở 21 thì chắc là cũng bay màu đó. Rồi tạm thời chúng ta kẹp cái con này vào nha anh em nhá. Chưa có con nào để thay thế. Rồi kẹp vào lấy cái combo Grim quẹt mực xong rồi combo với cả con Doctor. Rao này có lấy cái quả cầu vực thảm không nhỉ? Trên này có nhiều mết anh em ạ. Rồi tôi sẽ lấy cái kháng phép anh em nhá. Lấy cái kháng phép này vào thì nữa đấm với cả God Warlock với cả nhà mết. Không sợ anh em ơi. Mà cái kháng phép này bây giờ nó ngon lắm nhá. Kháng phép nhìn thì thôi nhá, nhưng mà kháng là 3 ô ấy. 3 ô xung quanh đấy anh em ạ. Ngày trước chỉ có 2 ô xung quanh cái con tướng cầm thôi, bây giờ là nó tận 3 ô. Một cái AOE kháng phép rất là rộng. Gặp những cái thằng chơi bắn trưởng mà kiểu mình chơi beat mình đứng tụm này nó rất là lợi thế luôn. Thôi xong rồi, lạm nhân rồi. 66 máu nào này không biết có còn lủi 30 máu không. Đẩy nhiều lắm anh em ơi. Ui thôi. Trông kìa. 40 máu, 26 máu thôi à. Không được như kỳ vọng nhỉ. Đây rồi anh em ơi, tôi chỉ còn thiếu con Grand Herat thôi. Cho con Grand Herat thay nhờ. Lên 10 là kẹp được 4 gót. 4 gót 6 bit kẹp với cả Whispersia là đánh ở level 10. À, nhưng mà nếu mà ở level 9 là chúng ta đã có thể chơi được là 2 gót rồi. Whispersia lúc đấy cooldown sẽ rất nhanh, gọi đệ liên tục luôn anh em ạ. Mà nên nhớ là con đệ này nhá, nó đang cầm là cái tẩu và cái quả trứng nhá. Đệ là cực kỳ khỏe luôn đấy. Máu to, đấm nhanh, đấm đau. Bây giờ chung là nhà nào gặp tôi xác định thằng Trung Quốc sẽ là cái thằng ra đi tiếp theo. Thôi xong rồi, thằng này đi đầu tiên rồi. Chắc chắn là đi. Úi dồi ơi anh em nhìn này. Đỡ làm sao được. Khỏe chưa, 26 máu luôn. Nhà nào cũng 26 luôn ấy. Căng thật sự. Úi dồi ra cái quả trứng này. Nhưng quả trứng này lại không phải ở trong cái bộ này. À, quả trứng này là chúng ta phải chơi Insectoid cơ. À, chuyện này là chúng ta không chơi Insectoid mà chúng ta chơi là God siêu đẻ. God Beat. Chơi God Beat. Dã man. God Beat siêu đẻ sau rồi đi đẩy từng nhà một. Bây giờ tôi cần phải có gặp cái bộ God Warlock để tôi thử sức với cái nhà God Ác Mộng kia để xem là God Ác Mộng là có trụ nổi không anh em nhá. Chứ còn tôi thấy là có vẻ như là God Ác Mộng cũng không có xin nhê đâu. Gặp bộ này đấm nó sấp mặt luôn đấy. Khỏe thật sự. Bây giờ cần Grand Herat ra đi để tôi tăng cái gia tăng cái tốc độ đẻ. 25 máu ở nhà này chắc là cái nhà ra đi tiếp theo rồi anh em ạ. Kẹp thêm được con mèo vào. À căng đấy. Nhưng dính combo. Ôi dồi ôi. Nó dính combo lọc cọc thế thôi xong rồi. Xong rồi. Chắc là vẫn sống. Vẫn sống. Chắc là vẫn sống. 25 máu vẫn sống. Ok. Đã có hai nhà ra đi rồi đấy anh em. Rao 24. Ủa trận này có lỗi đến rao 30 không vậy? Liệu rằng có lỗi đến ra 30 không? À, tôi trông giống như là không lỗi vậy. Anh em ạ. Sợ không được lên đến ra 30 đâu. Sắp đi hết rồi. Ra 25, ra 24 này là sẽ đi thêm thẳng nữa hoặc là hai thẳng. Đấy, vậy là chúng ta có ra 26 là chỉ còn có 4 nhà là ra 26 là đi thêm một người nữa hoặc là hai người nữa. Đây rồi, God Warlock đây rồi anh em ơi. Đem God Warlock tới đây. Đem God Warlock tới đây bạn ơi. Ui dồi, anh em nhìn này. Anh em nhìn này, ui dồi. Hồi máu không kịp luôn ấy. Không kịp hồi máu. Anh em nhìn nó đẻ cho tràn nhà luôn. Còn 30 máu anh em ạ. Dã man. Làm nào bây giờ. Chưa kịp ra gót thì nó đã hết game rồi anh em ạ. Đẩy kinh khủng quá anh em ơi. Trời. Mạnh thật sự luôn ấy. Bây giờ đẩy lên 10 kiếm con Grand Herat với cả một con gót nữa vào là 4 gót rồi. Thế là từ round 26 trở đi là có thể là chúng ta sẽ được là kết hợp với cả 4 gót đấy anh em.
Đấy, hoặc là có thể là kết hợp với cái gì nhỉ? Kết hợp với 4 Warlock. Đấy, như tôi nói vừa nãy là tôi sẽ kẹp Whisper Seer vào. Tôi sẽ kẹp Sound Reaper. Sound Reaper kẹp với cả Doctor và con sâu là kích hệ 4 Warlock nữa. Bọn này nó sẽ được hồi máu cho những cái con đệ. Rồi, xả tiền luôn. Ok. Đấy, có Warlock ở đây này. Au đây rồi, God đây rồi anh em ạ. God đây rồi. Bây giờ chưa có Grand Herald nhỉ. Từ từ đã. Cho Warlock vào đã. 4 Warlock trước anh em nhá. Từ từ. Chưa có Grand Herald. Để cái gương ấy. Hiện tại là chưa có Grand Herald nên là tôi cũng chưa có muốn là kẹp God để Warlock này mà ngon hơn. Mà cái trận này tôi không thấy cái con Grand Herald nó ra nhỉ anh em nhỉ. Tôi thế chứ gì. Grand Herald mãi không ra. Không hiểu tại sao Grand Herald nó bị làm sao không biết. Tôi muốn kẹp God Beat lắm rồi đấy mà chưa thấy đâu. Ui giời. Đâm vô một phát chết luôn. Chưa kịp phong trưởng. Và ác mộng này thì cũng xác định luôn như gì nữa. Trời ơi. Đi rồi. Co là ác mộng không thể trụ nổi với cái bộ Beat này. Buồn cười cái con cái đao vừa rồi anh em thấy là nó có ra con Thunder. Con Thunder nó vừa mới xuất hiện nó bay màu luôn anh em ạ. Dã man. Rồi ok, vậy là chúng ta có God ở đấy. Đây nha anh em nha. Đó, God chỉ hai God thôi, bởi vì làm sao? Bởi vì là tôi nhận thấy là cái độ tăng mana của cái con Whisper Seer này này nó không kịp so với cái cooldown của God. Hai God thì kịp nhưng mà 4 God thì không kịp đâu. Nên là chúng ta chỉ chơi hai God thôi. Đấy, kết hợp với cả thêm hai Warlock nữa. Đấm vừa tăng máu nữa anh em ạ. Đấy, cũng ngon nha anh em nhá. Ngoài ra hai God thì cái con lọc cọc ấy nó cũng sẽ có thể tung trưởng liên tục được. Nó cũng có kết hợp hưởng được cái bộ God. Đây rồi. Úi giời, ăn lắc. Đúng là ăn lắc thật. Ăn lắc gặp tôi rồi, xác định rồi, rao này rồi. God đẻ này. God Warlock ăn được God đẻ không? God 6 Warlock kẹp với ác mộng. Ác mộng này mà không lên được 3 sao thôi xác định. Trời ơi anh em nhìn cả, không trụ nổi luôn. Đi luôn không? Đi luôn. Ôi giời, 30 máu anh em ạ. God. Dã man. Đùa. Thật sự là như thế luôn. Ôi tôi lại ra thêm 30 quả trứng này. Trứng cho sâu, trứng cho gấu à. Đã thật sự. Nhiều đồ quá anh em ạ. Thôi, còn lại thằng này là chơi gì? Chơi đối thủ là chơi Insect. À, Insect à. Ok, cũng được. Kiếm nó con gấu 3 nha anh em nhá. Kiếm con gấu 3 cái nào. Chả nhé đập trứng cho gấu à. Ui, nhưng mà thằng này có hai mèo anh em ạ. Chết rồi, hai mèo kẹp với cả hai Sivet à. Hai Sivet kẹp với Insect. Ui, chọc vào đầu thế. Cáo chọc đau thế. Ui thật chết rồi, Whisper Seer có tí máu kìa. Ui nó chọc chết luôn kìa. Ui mẹ ơi nó đẩy tôi nhở. Không ổn rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Ây da, 32 máu luôn. Hỏng rồi. Từ từ đã. Đồ nó hơi nhiều. Rèn đồ đã anh em ạ. Từ từ đã. Đồ này nó thừa hơi nhiều. Do chúng ta là chưa có đồ cam đấy. Để tôi vứt bớt đồ, tôi kiếm cái đồ cam anh em nhá. Rồi, kiếm cái đồ cam cái đã này. Úi rồi,
Chả lấy được cái gì, giáp xoay à? Ok. Thôi được, lấy cái giáp xoay vậy. Giáp xoay cũng ngon anh em ạ, đứng một chỗ xoay. Nếu mà giả sử như dính lưới nhện ấy thì đứng một chỗ vẫn có thể gây đam được, hồi máu được, trụ được để đấm với cái bọn insect này. Ui nhưng mà không ổn rồi anh em ơi, tôi trông có vẻ như là không ổn rồi. Giáp xoay không ăn thua. Cái con Whipper Seal này nó mỏng quá, không ăn thua, không xoay được rồi. Ui mẹ ơi, nó đẩy 3 rao bay màu ấy hả? Thật. Đang 100% máu, thua 2 rao bay màu luôn ấy hả? Thế thì vãi đái rồi. Thôi nha anh em nhá, đùa đấy thôi. Thôi kết thúc trận đấu ra sau. Rao này chuyển bài rao sau kết thúc trận đấu thôi anh em ạ. Dã man. Đấy. Nói chung là tôi cũng đã biết được cái việc là late game là sẽ phải gặp cái bọn insect rồi. Thế nên là tôi đã chuẩn bị sẵn ở dưới này để chiến với insect cuối game. Nhưng mà bây giờ cái điều chúng ta cần đấy chính là cái con God of Light. Bây giờ phải kiếm con God of Light anh em ạ. Vãi đái thật. Kiếm God of Light cái đã. Đồ còn nhiều quá này. Vứt bớt mấy cái món đồ không dùng đi nha anh em nhá. Chết rồi, không kịp rồi. Vớ vẩn lại rao này không kịp là bay màu ấy. God of Light mày ở đâu? God of Light, God of Light. Ui thụt chết rồi, God of Light đâu rồi? Không có ấy hả? Rồi, chốt đồ nhanh anh em ạ. Chiến thắng. Đen không ra là con God of Light. Mà thôi chúng ta chơi, tôi nghĩ là hai gót cũng được, 6 lóc là được rồi. Trụ được anh em yên tâm. Bộ này nói chung là nó là cái bộ counter của insect mà. Đấy, cho con dù nó xoay, nó xoay xoay, nó hồi máu 12 giây. Thôi được rồi, kịp rồi. Thế thôi. Không ra là con God of Light anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là round này chưa chết ở đâu. 39 máu tôi nghĩ là không chết ở đâu. 6 lock rồi là ăn được rồi. Ok, chuyển sang God kết hợp con Du anh em. Cố lên nhá. Du say đi, say đi, say đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chụp được không? Một mình solo và insect luôn. Hay quá anh em ơi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi, ui giời ơi, thế đối thủ còn 4 máu đi, đối thủ đi được gì nữa. Làm nào mà giết được cái con ru của tôi. Đồ hồi máu đến tận răng như này. Xong rồi. Con này 4 máu đấy, con này 4 máu đấy. Bây giờ trò chơi kết thúc nhanh quá nhỉ. Đùa à. Trận này nói chung là chơi God siêu đẻ, nó đẩy tốc độ trận đấu nhanh quá anh em ạ. Mà tôi cũng phải bất ngờ là cái bộ God siêu đẻ nó đấm rồi chết cái bộ God của Lão Ác Mộng ấy. God của Lão Ác Mộng bị đẩy cho 30 máu. Dã man. Anh em thấy thế nào? Liệu rằng God siêu đẻ nó có quay trở lại với ta không? Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Và một lần nữa tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung. Hy vọng là anh em sẽ thấy thích cái video clip ngày hôm nay. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em thể chọn clip bên trái. Bộ mèo heo kết hợp với cả gấu insect, một trong những cái bộ mạnh mẽ nhất trong cái thời điểm hiện tại, có thể coi là mạnh nhất meta. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi phân tích về cái meta này nó cân bằng như thế nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.